bình minh cao nguyên. Đến với những giai điệu đón chào ngày mới hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe một giọng hát trẻ đầy nghị lực và tâm huyết với hoạt động văn hóa của tỉnh nhà, đó chính là ca sĩ Minh Tuyển. Và trước khi lắng nghe ca khúc của anh, chúng ta cùng giao lưu với Minh Tuyển quý vị nhé. Xin chào Minh Tuyển. Xin chào Thanh Huy cũng như toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Không biết là Minh Tuyển đã đi ca hát từ lúc nào? Tính đến thời điểm này thì Minh Tuyển đi hát cũng được 8-9 năm. Từ khi Minh Tuyển còn là sinh viên năm thứ 2 thì học. Và hiện nay thì Minh Tuyển đang tham gia ca hát trong những cái chương trình nghệ thuật nào? Ở tỉnh Lâm Đồng này thì có rất là nhiều chương trình mà Minh Tuyển tham gia, ngoài những đêm Minh Tuyển đi hát tại Trường Trà cũng như là các show diễn ở bên ngoài, thì ngoài ra thì còn tham gia những chương trình của Trung tâm Văn hóa thành phố cũng như là Trung tâm Văn hóa tỉnh. Và Minh Tuyển có thể chia sẻ với Thanh Uy cũng như là các khán giả đang theo dõi chương trình Bình Minh Cao Nguyên một kỷ niệm nho nhỏ thú vị nào đó ở trong cái khoảng thời gian ca hát của mình được không? Thật sự thì khoảng thời gian đi hát là 8-9 năm thì cũng rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ lúc Minh Tuyển đi hát, đáng nhớ nhất là cái kỷ niệm mà khi mình được theo các anh chị tham gia những chương trình hoạt động phục vụ cho đồng bào vùng sâu vùng xa ở những huyện rất là xa, chẳng hạn như là Đăng Trung, thì được về đó phục vụ diễn với đồng bào cũng như là quý vị khán giả tại huyện đó, thì cái cảm giác rất là lạ, cũng như là được quý khán giả nơi những vùng sâu vùng xa họ đón chào mình rất là nồng nhiệt, và cái cảm giác mà mình đứng trên sân khấu mình hát để phục vụ đến quý vị khán giả ở những vùng sâu vùng xa cũng khác hẳn so với những chương trình mình được phục vụ hàng ngày ở trên này so với thành phố. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Minh Tuyển sẽ gửi đến cho các khán giả ca khúc nào đây? Vâng, và ngay bây giờ thì Minh Tuyển sẽ gửi tặng đến quý vị khán giả đang nghe chương trình một sáng tác của nhạc sĩ Văn Tùng, bài hát Đà Lạt Khói Sương. Còn có dịp hòa mình cùng giai điệu cồng chiêng với những chàng trai cô gái người Lạt với trang phục thổ cẩm sặc sỡ, nhảy múa quanh bếp lửa hồng. Với việc cho ra đời không gian Đà Lạt xưa,